chào tất cả các con. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài học ngày hôm nay, ôn tập các vần đã học tiết 2 chưa? Qua bài học này, các con sẽ hệ thống lại các vần đã học. Vần nào các con còn quên, hãy đọc lại nhiều lần nhé. Bây giờ thì chúng ta vào bài học nào. Cùng cô đọc to lại các vần sau đây nhé. Im, ung, yêm, yêm, uông, ốt, ớt, ép, ít, út, ứt. Uống, yết, ướt, ít, 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 ốc, áp, yếp, ướp, oa, le, oai, oay, oan, oăn, oang, oăng, oăn, quát, quát, uê, uy. Quơ, uya, quân, uyên, quất, huyết, win, giờ các em hãy tự đọc to lại các vần sau đây nhé.
Nào, các con cùng tiếp tục đọc nhé. Con làm tốt lắm. Chúng ta cùng đọc to nào. Đọc nào các con. Các con đọc bài tốt lắm. Cô có lời khen dành cho tất cả các con. Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc các từ sau đây nhé. Giờ các con hãy tìm cho cô tiếng chứa vần oăng. Các con đã tìm được chưa nào? Tiếng hoẵng trong từ con hoẵng có chứa vần oăng. Các con hãy tìm cho cô tiếng chứa vần uyết. Tiếng quyết chứa vần uyết. Hãy tìm cho cô tiếng chứa vần uyên. Tiếng thuyền chứa vần uyên. Các con hãy đọc câu sau và tìm cho cô tiếng chứa vần ất nhé. Con đã tìm ra tiếng chứa vần ất chưa? Đó là tiếng sắt có chứa vần ất. Bây giờ các con cùng đọc câu sau và tìm cho cô tiếng chứa vần yên nhé. Đã tìm được tiếng chứa vần yếm trong câu trên chưa? Đó là tiếng yếm có vần yếm. Nào, các con có muốn cùng cô chơi một trò chơi không? Đó là trò chơi tìm từ chứa tiếng có vần oang. Các con hãy đọc nhanh những từ có tiếng chứa vần oang nhé. Các con đã tìm được bao nhiêu
nhiêu từ chứa tiếng có vần oang. Cô tin chắc rằng các con đã tìm được rất nhiều từ, phải không nào? Và cô cũng đã tìm được một số từ sau. Nhà hoang, tiếng hoang có chứa vần oang. Vết loang, tiếng loang có chứa vần oang. Viêm xoang, tiếng xoang có chứa vần oang. Loáng thoáng, tiếng loáng có chứa vần oang. Tiếng thoáng có chứa vần oang. Các con hãy tìm thêm những từ có chứa tiếng chứa vần oang nữa nhé. Các con đã có một tiết học rất là bổ ích phải không nào? Vừa rồi các con đã đọc rất là to và rõ ràng. Cô có lời khen dành cho các con. Các con hãy gắng đọc lại bài nhiều lần để giỏi nhé. Hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.